chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 2 tháng 11 năm 2019. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty Vietcast phối hợp cùng VNPT Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu mô hình phòng khám đa khoa không giấy như một nỗ lực thúc đẩy y tế thông minh tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Mô hình phòng khám đa khoa không giấy có trọng tâm là phần mềm bệnh án điện tử và sổ khám bệnh điện tử đáp ứng theo thông tư 46, giúp liên thông bệnh nhân với tất cả các dịch vụ của phòng khám một cách đơn giản nhất và từ bất kỳ đâu. Phần mềm bệnh án điện tử của Vietcast hướng đến khả năng tương thích với nhiều phần mềm quản lý bệnh viện, giúp việc chuyển đổi số dễ dàng và phù hợp với nhiều mô hình phòng khám, giúp các cơ sở y tế tiết kiệm được chi phí khi đầu tư vào hệ thống đa khoa không giấy. Hợp tác cùng Vietcast, VNPT cũng đang là nhà cung cấp phần mềm quản lý bệnh viện đầu ngành với kinh nghiệm triển khai cho hơn 6.000 cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc.